Chắc này. Rồi. Độc quá ha. Nhẹ quá ha. Quay mặt lại. Ồ, đẹp quá. Rồi. Rồi lên lớn cái đi. Con lành. Rồi, lên đường. 18 hả? 18. 2 mét. Ok. Được không? Khởi, khởi, khởi. Ưu tiên cho rồi cái khác ha. Rồi. Chìa khóa đâu? Rồi. Rồi. Khoan. Lên dít mở hai này bỏ. Lấy lên dít. Lấy mở hai này bỏ. Được rồi, mở hai này bỏ nè. Cái nhóm nhẹ này ra chút này nó phá chết rồi nè. Sao phát điện nó phá chết. Chúng tôi còn không cho mở. Dặn đi cho bác hai một lo đi. Giờ đây chứ. Cho nó trơn đồ mới được. Con này mới đúng bản quyền ngày xưa đó, đúng môn ga luôn đó. Úc nhìn cái lóc gì. Trễ được. Ba trăm chín mốt lít luôn, đúng băng luôn. 13 người thấy 391 là đúng luôn á, không có chịch được. Sao? 13 người là 391 này, nhớ nè. Của mà của Nhật á, của 390 là máy Honda, bên xu là 391. Bú ly đi hết rồi. Dạ. Mở nhà nó ra đúng không? Con này. Nhóm nhẹ nó bấm chì nè. Mấy 10 nó nhẹ nó ra 1 cái. Mấy có 10, T10 á. Đúng rồi, nó cái này nó bấm điện, nó không cho chạy đâu. Có gì đi mua của nó luôn nha anh. Đi mua gáp cho nó 5kg. Đi mua á, đi mua của hãng nó đó, bán gờ cái đi mua không á. 4 triệu. Hả? Anh có nhu cầu sau này á, là của hãng nó luôn á. Nó không có hãng luôn. Đúng rồi, hãng luôn. Cái này nó 10 hay 8? 10. Cái quầy mình là cái này là bao nhớ không? Dạ không xài bao nhớt.
thằng Nhật nó có được rồi. Dạ rồi đó. Nhà đây chứ. Giật đi không? Tôi nhớ nha. Dạ. Đây, hôm nay thì bà con Mitsubishi nè, sản xuất lắp ráp tại Thái Lan nè. Theo tiêu chuẩn bản quyền của Nhật Bản nè. 13 ngựa thôi bà con. Quá trời bự luôn. Ốc ác rồi đẹp. 13 ngựa. Sản xuất lắp ráp tại Thái Lan. Rồi rất đẹp bà con ơi. Sao bằng thiết luôn nha bà con. Sao bằng thiết luôn nha. Đặc biệt đời này tôi nhanh. 13 ngựa sản xuất lắp ráp tại Thái Lan. Rất đẹp mà con. Ơ cái cổ bằng gan luôn con, xài thiên thu gãy luôn nè. Bao gãy luôn nè, bao mục luôn, bằng gan nó không mục. Gan đời gan này nó chịu oxy quá tốt luôn con, chịu nóng tốt. Mẫu này đẹp. 13 ngựa, đặc biệt đời này chỉ cút thẳng rồi con. Mitsubishi sản xuất lắp ráp tại Thái Lan. Mẫu rất đẹp. Rất là sắc sảo bà con ơi, 13 ngựa. Giờ nên em đam mê tốc độ rồi đây. Mitsubishi. Alo. Đúng rồi anh. Sắc chăng anh. Rất đẹp các bà con. Mẫu rất là cứng cáp luôn nè. Quá đã luôn. Mitsubishi ốc ác đồ. Cái mới nó khỏe bà con ơi, hơn 20 chặt đổi mới sang vòng tháng thôi. Bảo hành 1 năm, hơn 20 chặt sang vòng tháng đổi mới. Mẫu rất là đẹp. Nào đam mê tốc độ rồi đây. Cái này là tua nhanh nha, 3.800 vòng trên phút.
khác rất đẹp, Mitsubishi. 13 ngựa. Mitsubishi hãng xuất Thái có 6 ngựa, 11 ngựa với 13 ngựa bà con. Ba loại 6, 11, 13. Mẫu này mẫu xưa nay giờ rồi con. Mẫu này mẫu xưa nay giờ luôn. Rất đẹp. Rất chuẩn luôn. Cái sắc xảo bà con ơi. Giờ mới mới nó khỏe bà con ơi. Hư 20 chập đổi mới. Nghĩa đĩa thì hên xui, nghĩa đĩa về phân xúc giữa sang con thì nó hao xăng. Đây là giới thiệu con Mitsubishi sản xuất lắp tại Thái Lan nè. 11 ngựa. Mẫu rất đẹp bà con. Đây, sản xuất lắp tại Thái Lan. 11 ngựa đây. Đẹp bà con ơi. Rất là bắt mắt. Mẫu này giống đúng mẫu hồi xưa rồi con. Cái bà con nha, giật máy là con đẩy về đây, khi nào chạy là phải đẩy về đây nha. Đây thêm ga. Lúc mà chạy giờ phải mở cái xăng đây nha. Đây mở xăng ngay vậy luôn. Mẫu rất là đẹp bà con ơi. Mẫu cứng cáp. Bô bổng rất là ok nè, bô H3 bát bô giữ được rất cứng rồi con. Cứng cáp. Rất đẹp. 11 ngựa rồi bà con. Sản xuất đóng gấp tại Thái Lan. Theo tiêu chuẩn bản quyền Nhật Bản. Bát bô là rất cứng cáp. Thiệt phá cái đời này cái là chạy hết xăng. Bà con không cần đổ xăng dự trữ mình nhiều, cần xíu luôn vẫn chạy. Còn dòng khác thì bộ xăng phải trên 1 lít trong đây chạy mới được, còn xăng này là chạy ít xăng vẫn chạy được. Tại cái cồn nằm dưới đây dễ xài lắm bà con. Trời sới hay trời trục hay là xài sới hay là xài bơm nước hay phát điện xài cũng ngon. Để bằng để nghiêng xài cũng ngon. Rất cứng cáp bà con ơi. 11 ngựa Mitsubishi. Mẫu rất là cứng cáp. Bô bổng rồi, bô bổng đầy đầu luôn nè. Đầy đầu tiên của Mitsubishi là bô này rồi con. Bô rất đẹp. Đây là bô đời, là bô đầu tiên nè. Bô nhìn nó đẹp, sang trọng. Đây. Phê long. Phê. Im rồi con. Đẹp rồi con. Xăng này nó chống ọc luôn rồi con, mà con lỡ châm đầy không sợ ọc nữa. Nó nhờ có cái cồn bên trong này chống ọc xăng luôn. À, nhờ cồn này nè. Cái cồn này chống ọc xăng mà con có châm lỡ châm đầy nó cũng không ọc xăng nữa. Ok. Châm đầy bình xăng nó cũng đi ọc, nó nhớ có cồn ở trong nữa. Đó là với chống ọc xăng hiệu quả lắm rồi con. Đẹp nha. 11 ngựa Mitsubishi. Con tắt rất tiện nè, tắt là khỏi cần đèo con, bấm là chạy, bấm là tắt thôi. Tiện. Mẫu rất là tiện lợi luôn. Mẫu giống hịch như hồi xưa luôn. Bình xăng là giống hịch luôn rồi. Boe là chắc chắn mà con. Đây, bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Trả sản phẩm được bảo hành bà con năm hết nha. Đây, bên đây thì bà con có dòng máy xăng Mitsubishi nè. Thái Lan nè. À, GB30 là 11 ngựa đó. 11 ngựa, cái này là 13 ngựa. Đây, 13 ngựa đây. Hai loại, hai mẫu, mẫu 11, mẫu 13. Mẫu đẹp ghê không? 13 là G40, 11 là G30. GB30, đẹp không? Cái này máy công suất lớn nha, đẹp ghê không? Đây, cái lửa đẹp chưa? Quá đẹp. Quá đã. Đây là, đặc biệt có mẫu lớn này, nó không có út xéo này, chỉ có út thẳng thôi nha. Ồ, mẫu này quá đẹp luôn nè. Bô lửa truyền thống xưa nay giờ nè.
ốp về luôn. Đẹp ha. Có cầm mình mặt nó đẹp. Ồ. Quá đẹp. Mitsubishi 13 11 của Thái Lan. Quá đã luôn. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nè, 0886356707. Đẹp con 13 nữa là đẹp quá nè. Mặt đổi trọn do thì răng trước. Bô rất đẹp nè. Bô bự hồi xưa nè. Mới trong thùng nha. Tháng đầu tiên hư hao đổi mới nha. Đã. Rồi con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707.